Crown Itech 6000 nó hoạt động đánh ở chế độ ST. 8 ohm thì nó đạt 1500W trung bình trên một kênh, và 4 ohm đạt tới 3000W trung bình trên kênh, và 2 ohm thì nó đạt 2500W trung bình trên một kênh. Còn nó đánh ở chế độ Bright thì 8 ohm nó đạt 6000W và 4 ohm nó đạt 5000W. Khang Minh nói thêm một lần nữa về cái thông số kỹ thuật của cái dòng nguồn xung đời cao có DSP công suất rất là lớn này để các bác và quý anh em nắm bắt được. Được chưa? Rồi anh lấy dây ra cắm loa đi. 525, à xin lỗi, 515. Đấy đấy. Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Tiếp theo video hôm nay 27 tháng 11 buổi sáng, Khang Minh kết hợp thực hiện một bác khách dưới Hải Phòng đã mua ủng hộ con Crown Itech 6000 đánh ra cặp loa MRX515. Cắm đi anh. Thì cặp 515 thì Khang Minh cung cấp cho bác khách trong Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai, đó là bác Thông. Vẫn là những video quen thuộc, Khang Minh đánh thẳng từ Crown ra loa. Đây, xoay quanh cái con Itech 6000 của bác dưới Hải Phòng nhá. Quay cụ thể chi tiết chậm rãi để bác xem cái sản phẩm của mình trước khi Khang Minh test một video và thực hiện cho hai người, hai quý khách xem. Made in USA, số CG này 800152 3928, ngày tháng năm sinh 15 tháng 4 2008. Tai quai sách này thật là chậm nhá, chạy rất là ít giờ. Cảm ơn anh. Và nó là những con dòng nguồn xung đời cao có thiết bị xử lý về âm thanh bên trong con cờ đao này, crossover. Công suất của nó rất là lớn và là những cái con âm ly cờ đao mà Khang Minh về hàng demo tất cả 6000 4000. Cái số giờ mà nó hoạt động cực kỳ ít luôn, và đẹp thì như mới, gần như là không tì vết. Đó, phía bên trên nhá. Xoáy chắc vào anh. Ở phần cuối video thì Khang Minh sẽ mở nội thất cặp 515. Các bác và quý anh em cùng xem. Những cái con âm ly Crown đời cao này nó có cái ca lông cắm loa như thế nào thì nó tích hợp cái đường cắm này như vậy, cắm rất là nhanh và thuận tiện. Còn đây là Khang Minh dùng luôn cái sợi dây này để cắm luôn vào cặp loa 515, bắp chuối cài vào đây, vặn chặt. Tiện cái dây này thì Khang Minh cài luôn bắp chuối. Rồi bây giờ mời các bác quý anh em chúng ta cùng đeo tai phone thẩm âm qua một ca khúc. Lại là Crown Itech 6000 tiếp tục cung cấp đi và đánh ra cặp 515 của bác Thông trong Biên Hòa Đồng Nai nhé. Rồi một chiều chợt nhớ quên, nghe em hát dân ca xứ nghệ, cô hát ru như một thời thuở bé, đưa ta về bên bài tuổi thơ xưa, điều ví thank you.
sao điều vì cứ nhiệt tình đến thế. Nào nào lòng đứa con ở nơi xa, mời em về xứ nghề ôi khúc hát sông quê. Khui nội thất loa nha. Đó. Một chiếc là 1 năm. Đây, cái bát đèn thui luôn. Đẹp như mới. Nhớ cái chép đây nè. Bác Thông không có cần Khang Minh phải mở gì hết. Nhấc lốt bát đi. Đây. Nhưng mà vẫn cứ thực hiện những cái video khui nội thất trước khi đóng hàng chuyển đi. 2408H này, Made in Mexico. Rồi. Cái bát này, bác Thông nhá. Các bác quý anh em cùng xem những cái cặp loa đẹp xuất sắc, những cái sản phẩm tuyển chọn mà Khang Minh liên tục cung cấp đi cho mọi người. Phân tần này. Đó. Bông tiêu âm thì còn rắn đét luôn. Đây, quay cái bông tiêu âm này. Đó. Nào, xem cái bát nhá. Ngược. Thôi được.
ngược cũng được, 265H-1 này. Made in Mexico. CG màng này, cổ này. Đó. Rồi. Lấy tem để dán. Đấy, ở ngoài đây anh. Để dán tem nhá. Đó. Các bác quý anh em không đến được với Khang Minh là mọi cái clip mà Khang Minh thực hiện là nó đầy đủ như vậy trước khi Khang Minh cung cấp hàng đi cho mọi người. Rồi, nhấc con chép anh. Rồi, dí trong vào. Rồi, anh nhấc cái này ra. Cho thêm một con tem vào cái phần tần nhé. Đây, đây cái này, đây cái tem này. Bóc đi, bóc. Xương nhôm này, sáng choang luôn. Nào, đưa đây, em cầm cho. Rồi, đến chiếc thứ hai đi. Nắp vào đi. Đèn nhức luôn. Đây, chiếc đầu đây, quay cái số CG này. Anh nhấc lên đi. Chiếc đầu đây. Đó. Số CG bác thông nhá, 39198 này. Design in the USA, assembled by JBL in Mexico. Thì Mexico và USA nó như nhau hết thôi. Dán tem nhá. Đây, CG này. Cổ này. Tem này. Made in Mexico. 265H-1. Nghiêng chỗ này ra để em dán đây. Rồi, cho con chép lên này. À khoan. Lại tí quên phần tần. Dán cho cái nữa vào phần tần đi. Rồi. Bông này. Bông còn dán đét luôn. Nhấc con chép lên. Rồi, cứ đặt đấy sau bắn ốc xong. Lấy tem nhá. Rồi, anh dán đi. Đi đi. Một tay cầm điện thoại. Tay quay. Rồi xong nhá. Chiếc thứ hai. Sau đó đóng gói lên đường. Quay cái CG chiếc loa thứ hai bác thông nắm được này. 38873. Và đây là địa chỉ này. Bác thông 39/2 khu phố 1 phường Hố Lai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Nhẹ đâu. Cả dây rắc. Em để ở trên cái lóc loa nhá, bác thông nhá. 515. Sau khi anh làm nhạc cái kiểu anh toàn cướp ấy, xong là anh cầm tiền thu hộ của khách. Ừ. Thật đấy. Thế mới
mỗi khách một đấy. Mỗi khách một một hình thức mà. Có người người ta trả ship, có người người ta đưa thêm cho mình tiền để mình bao ship. Không, nếu mà anh làm được như vậy em sẽ anh giá gửi rẻ đi nó rẻ hơn rồi. Đó. Còn cái con iTech 6000 này thì sẽ gửi xe cho bác khách dưới Hải Phòng vào ngày mai thứ 7. Đây lại có thể giỏi chiêu trò với công ty được. Còn em cứ phải người gửi thanh toán thôi, chứ còn phải từ đầu trong nhận mà em không làm gì được. Rồi em, đi nha. Rồi, các bác và quý anh em quan tâm đến những sản phẩm khác nhau về đồ mỹ bãi, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhé. Gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.